Và trọng tài đang ra hiệu cho trận đấu được bắt đầu với set đầu tiên. Điểm cho đội Indonesia tại Việt Nam. Fuet của Thái Lan đã có một pha cầu không tốt. Tại Việt Nam của Thái Lan đó là Phuan Phuabet. Rất hay. Islam vừa rồi đã có một tình huống cảm giác bỏ cầu không thành công. Cầu vẫn trong sân. Như vậy điểm một đều. Vừa rồi Rasaya là người đã quyết định bỏ cầu nhưng cảm giác của anh không tốt. Tốt cầu. Rasaya giành lại quyền giao cầu. Điểm cho đội của Indonesia 3-1. Pha đập cầu rất mạnh của Amatrai tay vợt nữ Thái Lan. 2-3. Hai là điểm số lúc này vẫn đang thuộc về cho hai tay vợt của Indonesia. Chúng ta chờ quyết định của trọng tài như thế nào. Như vậy là một điểm nữa cho đội của Indonesia, 5-2. Cầu ngoài 6-2, liên tiếp là những pha đánh cầu ra ngoài của hai tay vợt Thái Lan. Rất đơn giản, pha kết thúc là của Islami. 7-2. Vậy là cầu ngoài rồi. Lần này thì đổi giao cầu lại cho hai tay vợt của Thái Lan. 3-7. Một tình huống giao cầu không tốt. Đó là pha giao cầu hỏng đầu tiên của tay vợt nữ Thái Lan. Tay vợt nữ của Thái Lan đó là Amitrabai. Một điểm nữa thuộc về hai tay vợt của Indonesia. 9-3. Cầu tốt. 13. Cầu có một chút may mắn cho tay vợt Amitrabai của Thái Lan. 5-10. Như vậy là pha bỏ cầu không thành công rồi. 6-10. Quá hay.
liên tiếp là những pha dồn cầu về phía tay vợt nữ Islami Indonesia, và kết quả là tay vợt nữ này đã đưa cầu không qua lưới. 70. Đập cầu chính xác. Mười một bảy là điểm lúc này mà hai tay vợt Indonesia đang tạm thời dẫn trước hai tay vợt của Thái Lan. Như chúng tôi đã nói, đây chỉ mới là lần đầu tiên đội của Indonesia gặp đội của Thái Lan, và sau trận đấu này thì mới có tỷ lệ giữa các tay vợt xem đôi nào sẽ tạm thời vượt lên dẫn trước trong các lần đối đầu. Mười một bảy là điểm lúc này, trận đấu lại được tiếp tục với set đấu đầu tiên. Quyền giao cầu đang thuộc về hai tay vợt của Indonesia. Đánh cầu hỏng của Prasaya, đổi do cầu 81. Mười hai tám. Cầu ngoài 92. Những pha đập cầu rất mạnh của Prasaya từ cuối sân. Điểm bây giờ là 13-9, vẫn đang thuộc về hai tay vợt của Indonesia. Prasaya đang di chuyển ở khu vực cuối sân khá hợp lý và rất chính xác. Anh vừa giành thêm một điểm nữa cho hai tay vợt Indonesia. 14-9. Qua lưới 15-10. Điểm vẫn đang thuộc về cho Prasaya và Islami. Mười một mười sáu.
cầu rất mạnh của Islami để giành điểm 17-11. Tám mười một, quyền giao cầu vẫn đang thuộc về hai tay vợt Indonesia. Họ đang liên tiếp giành những điểm số để gia tăng cách biệt. Tốt cầu, đổi giao cầu lại cho Thái Lan 12-18. Islami và Brescia đang khởi đầu khá thuận lợi. Trọng tài xác định là cầu vẫn trong sân. Như vậy là 13-19, đổi giao cầu. Tình huống xử lý không tốt của tay vợt Thái Lan Puan Puabet. Và đây là điểm kết thúc set đấu cho Brescia và Islami của Indonesia. 20-13, điểm kết thúc trận đấu. Như vậy là 21-13, đó là điểm kết thúc set đấu và phần thắng thuộc về cho hai tay vợt của Indonesia. Họ tạm thời dẫn trước 21-13 trong set đầu tiên. Bây giờ chúng ta tiếp tục với diễn biến của set thứ hai. Vừa rồi thì đội của Indonesia lại khởi đầu với một điểm đầu tiên ở trong set đấu thứ hai. Tốt cầu, điểm cho đội của Indonesia. Cầu ngoài rồi. Như vậy là đội Thái Lan đang giành lại quyền giao cầu.
Ở trong xe đấu này thì áp lực đang tạm thuộc về Juan Fuabet và Amitrabai của Thái Lan khi mà họ đã để thua trong set đầu tiên. Một lần nữa trọng tài xác định đó là cầu ngoài và điểm cho đôi của Indonesia 3-1. Rất tốt. Tình huống đập cầu là của Juan Fuabet để giành điểm. Đổ do cầu 2-3. Cú sân của Vujacic. Tình huống đó thì tay vợt nam của Indonesia đã dồn cầu vào Amitrabai. Điểm cho đội Indonesia 4-2. Cầu ngoài. Không, như vậy là trọng tài xác định cầu vẫn còn trong sân chứ không phải ra ngoài. Như vậy là đổi giao cầu cho đội của Thái Lan. 3-4. Và đập cầu chính xác và rất mạnh của Brasaya. 5-3. Không được rồi, cầu không qua lưới, đổi vào cầu lại cho hai tay vợt Thái Lan. 4-5. Một điểm nữa đã dành cho Juan Fuabet và Amitrabai và điểm số được cân bằng 5-5. Rất hay. Bây giờ thì đội của Thái Lan đã vượt lên dẫn 6-5. Không được. 6-6. Cầu ra ngoài. Quyền giao cầu trở lại cho hai tay vợt của Thái Lan. 7-6. Không qua lưới. 8-6. Rất tiếc cho hai tay vợt của Thái Lan Juan và Amitrabai. Vừa rồi thì tay vợt nam Juan Fuabet đã đánh cầu ra ngoài để đôi Indonesia giành lại quyền giao cầu 7-8. Rất tốt. Đổi giao cầu 9-7.
Juan Fuabes vừa đề nghị trọng tài cho phép được đổi cầu mới. Trận đấu lại tiếp tục, điểm cho đội Thái Lan đang là 9-7. Rất hay. 17. Sau khi để thua set đầu thì ở set thứ hai này Fuanbet và Amitrabai nỗ lực hơn. Họ đang cố gắng để gia tăng thêm cách biệt. Cầu ngoài và 11-7 là điểm số mà đội của Thái Lan đang tạm thời dẫn trước đội của Indonesia. Tình huống chơi ăn miếng trả miếng của hai đội vợt rất hấp dẫn. Tràng pháo tay vang giả trên khán đài dành cho cả bốn đội vợt trên sân. Nhưng sai lầm đã thuộc về đội vợt Thái Lan với một pha tạt cầu ngoài. Cả hai đội vợt đều có những tình huống, có những cơ hội để có thể dứt điểm pha cầu. Nhưng đối phương lại phòng thủ quá tốt. Cầu tốt của tài vật nào bên phía Thái Lan. Còn Fuabes trong pha cầu trước đã tạt cầu ngoài, nhưng lần này thì anh đã sửa sai để giành lại một điểm cho đội vợt của Thái Lan. Cách biệt được tái lập ở thế 4 điểm, 12-8. Ở ngoài ngoài cầu tốt, một tình huống chơi phòng thủ tuyệt vời của đội vợt người Thái, nhất là Fuabes. Anh có một pha trả smart giữa hai chân, nhưng cuối cùng thì một tình huống đẩy cầu dài cuối sân của đối phương đã loại bỏ hoàn toàn cả Fuabes và đồng đội của anh là Amitrabai. Và tạt cầu tốt của tay vợt nữ bên phía Indonesia. Islami quan sát rất nhạy bén và tạt pha cầu vào khoảng trống ở giữa đội vợt người Thái. Thêm một tình huống đọc ý đồ đối thủ và chụp lưới của Islami. Cách biệt chỉ còn một điểm. Ra vật thiếu cảm giác của Amitrabai,
Đó là tình huống mà tay vợt nữ bên phía Thái Lan đã hoàn toàn chủ động ra vợt để bỏ nhỏ, nhưng cô lại đánh rất thiếu cảm giác. 12 đều rồi. Lần này thì Rasaja là người phản xạ không tốt. Tình huống chạy chỗ để smart kéo sân quá hay của Phong Phobet. Phần sân bên phải của đội vợt Indonesia đã bị bỏ trống và tay vợt nam bên phía Thái Lan đã quan sát để di chuyển chéo sân và thực hiện cú smart loại bỏ hoàn toàn đối thủ. Nhưng ngay sau đó thì anh và đồng đội có một pha phối hợp không hiểu ý. Phán đoán sai lầm của Afrian Ekop Rasaja. Tay vợt nam của Thái Lan, tay vợt nam của Indonesia đã cho rằng cú lốp của đối phương đi ra ngoài, nhưng đó là tình huống cầu vẫn ở trong sân. Lần này thì Amitabai đã ra vợt chính xác, một pha bỏ nhỏ khiến cho đối phương hoàn toàn bất ngờ. Amitabai đẩy một pha cầu dài về phía cuối sân. Đó là tình huống mà Gisa Islami đã bị sửa lưng và không có tầm ra vợt. Cắt cầu không qua lưới của Phong Phobet. Tay vợt nam bên phía Thái Lan định cắt cầu chéo sân, đẩy pha cầu hơi dài về phía cuối phần sân bên phải của đối phương. Ý đồ tốt khi phần sân bên phải của đối vợt Indonesia đang bị bỏ trống, nhưng pha cắt cầu của anh mặt vợt lại hơi úp. Lần này thì pha gài cầu của Phong Phobet đã đi ra ngoài và Rasaja đã phán đoán chuẩn xác. 15-17. Điểm may mắn cho đội vợt Thái Lan. Pha ra vợt của Amitabai, cầu đã bật vào mép lưới khiến cho Rasaja dù đứng ngay trên lưới vẫn không có góc thuận lợi để trả được quả cầu.
Cubet vừa rồi phản xạ rất nhanh. Pha đẩy cầu dài của Islami về phía trái tay của phòng thủ Bet không phải là một tình huống xử lý tệ, nhưng tay vợt Nam bên phía Thái Lan rất nhạy bén. Lần này thì điểm may mắn thuộc về đội vợt của Indonesia. Rasaja đẩy quả cầu đã lăn trên mép lưới khiến cho Amitrabai không kịp phản xạ. Thêm một lần nữa tay vợt nữ bên phía Thái Lan ra vợt chậm một nhịp. 17-19. Tình huống phối hợp không hiểu ý nhau giữa Rasaja và Islami. Islami đã đứng trên lưới nhường quyền bắt cầu cho Rasaja, nhưng tay vợt Nam bên phía Indonesia lại không hiểu ý đồng đội mình. Pha trả giao cầu rất hay của Rasaja. Đó là pha giao cầu không tốt của đội vợt Thái Lan. Cầu đi vào tầm vợt hơi cao của Rasaja và tay vợt Nam Indonesia không bỏ lỡ. Cầu ngoài rồi. Điểm cuối cùng của ván thứ hai rất hấp dẫn. Và dồn ép đối thủ liên tiếp của Phongphorbai và Amitrabai. Cuối cùng thì đội vợt của Indonesia cũng đã trả một pha cầu ra ngoài và trận đấu phải bước vào ván quyết định. Của Indonesia và Thái Lan đều nằm ngoài top 100 thế giới ở nội dung đôi nam nữ. Họ không phải là những tay vợt có tiếng tăm lớn trong thế giới cầu lông, nhưng những gì họ cống hiến cho khán giả tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh lúc này đang nhận được rất nhiều tràng pháo tay tán thưởng. Nếu Rasaja và Islami thắng ván đầu thì Phongphorbai và Amitrabai đã mạnh mẽ vùng lên để giành chiến thắng trong ván thứ hai. Mặc dù có những thời điểm đội vợt của Indonesia đã thu ngắn sang bằng cách biệt 4 điểm mà đội vợt Thái Lan tạo ra, nhưng cuối cùng thì Amitrabai và Phongphorbai vẫn giành chiến thắng ở ván hai với điểm số 21-18. Trong quá khứ thì hai đội vợt này chưa từng so tài với nhau, và điều đó khiến cho họ phần nào ít biết về đối thủ của mình. Hãy chờ xem liệu đà tâm lý hưng phấn có giúp Phongphorbai và Amitrabai giành chiến thắng trong trận chung kết đôi nam nữ hay không. Ngay ở pha cầu đầu tiên trong ván quyết định thì Amitrabai đã giao cầu không qua lưới. Giao cầu không quá khó của Islami, nhưng đội vợt của Thái Lan đã lúng túng xử lý một pha bỏ nhỏ không qua lưới. Tình huống phối hợp không hiểu ý nữa của đội vợt Indonesia. Islami đã mất đà và nhường quyền bắt cầu cho đồng đội Rasaja, nhưng tay vợt Nam bên phía Indonesia đã đứng chôn chân.
tình huống đọc ý đồ rất nhạy của Amitabai, tay vợt nữ bên phía Thái Lan, mặc dù đứng ở nửa cuối sân nhưng khi nhìn ra được ý đồ bỏ nhỏ của đối phương đã ngay lập tức lên lưới và có một pha đẩy cầu dài về phía phần sân đang bỏ trống mênh mông của đối vợt Indonesia và giúp đội vợt Thái Lan vươn lên dẫn 3-2. Pha tạt cầu không qua lưới của Islami, 4-2. Lớp cầu ngoài của phòng Phobet, không khó để Slami phán đoán được pha cầu ngoài của đối phương. Tình huống ra vật không chuẩn xác của phòng Phobet, đó là pha cầu mà Phong Phobet đã chạm vành vợt vào đầu quả cầu. Wow! Islami trả smart trái tay đã đưa cầu rút lưới. Amitabai vừa rồi có tình huống quan sát xử lý pha tạt cầu rất khéo, khiến cho Prasetsa phải vất vả di chuyển sang phần sân bên trái đang bỏ trống, nhưng sau đó cô lại mắc sai lầm với tình huống xử lý không qua lưới. Điểm số lại được cân bằng 5-5. Cầu quá lộ của Prasetsa, tầm cầu đi quá thấp đúng vào tầm smart của đối phương và Phong Phobet đọc được ý đồ để smart trả pha giao cầu ghi điểm. Và cắt cầu chéo sân rất hay của Prasetsa. Của hai đội vợt, một trận đấu cân sức giữa đội vợt của Thái Lan và Indonesia. Hoàn toàn bị động, Islami không có cơ hội ở trên lưới, trong khi đồng đội của cô Prasetsa phải vất vả bao quát mặt sân ở phần sau trước những tình huống tạt cầu rất hiểm của đội vợt Thái Lan. Không thể đổ lỗi cho Prasetsa trong pha cầu vừa rồi. Phong Phobet và Amitabai đẩy những pha tạt cầu quá khó.
Sasha gài cầu không qua lưới. Pha gài cầu của đối phương không quá khó, nhưng tại Việt Nam bên phía Indonesia không lốp cầu. Anh quyết định trả lại bằng một cú bỏ nhỏ nhưng đã đánh cầu không qua lưới. Đội vợt của Indonesia đang tỏ ra sa sút phong độ. Vừa rồi lại là một pha cầu dễ nhưng Prasetsa lại ra vợt thiếu chuẩn xác. Lại có chút ngập ngừng giữa Prasetsa và Islami. Đội vợt của Indonesia để đối phương lên một mạch 5 điểm liên tiếp. Như ở ván đấu thứ hai thì trong ván đấu thứ ba này, đội vợt người Thái là những người giành điểm 11 trước và họ tạo được cách biệt 4 điểm với đội vợt của Indonesia. Nhưng hãy chờ xem liệu kịch bản trong ván đầu tiên có lặp lại hay không. Xử lý ra ngoài của Phong Phobet trong ván đấu thứ hai, sau khi dẫn trước 11-7 thì đội vợt của Thái Lan đã để cho đối phương trong vài pha cầu sau đó san bằng cách biệt. 2 điểm liên tiếp cho đội vợt Indonesia, 9-11. Rasaja và Islami đang cố gắng lấy lại phong độ của chính mình, bởi trong vài pha cầu trước họ đã thi đấu chệch choạc, phối hợp không ăn ý với nhau và thường tỏ ra thiếu tập trung. Cú smart rút lưới của Phong Phobet. Không phải là một tầm cầu thuận lợi cho một cú smart, nhưng Phong Phobet vẫn cố gắng thực hiện một cú smart đưa cầu đi sâu. Ra vật chậm rồi chuỗi lên 4 điểm liên tiếp của đội vợt Indonesia để cân bằng điểm số 11 đều. Đã vào cầu tốt. Lại là một pha ra vật thiếu cảm giác của Amitrabai. Ra vật nữ bên phía Thái Lan trong nửa cuối ván đấu quyết định cho tới thời điểm này đã có ít nhất 2 lần ra vợt thiếu cảm giác. Thêm một pha bỏ nhỏ thiếu lực nữa của Amitrabai. Đội vợt Indonesia đã vượt lên dẫn 13-12. Rasetsa sau khi anh có cú smart khiến đối phương phải dàn đội hình trái phải để phòng thủ ở phía sau, thì anh tung ra một cú bỏ nhỏ nhưng lại đánh cầu không qua lưới.
phải là và thiếu cảm giác. Lần này không phải Amitabai mà là Phong Phu Bét, đồng đội của cô. Có cú smart nào đánh bại được đối phương và những pha phạt cầu liên tiếp, bàn thắng thuộc về Phong Phu Bét. Tay Việt Nam bên phía Thái Lan là người dứt điểm pha cầu này với một cú tạt vào giữa phần sân đang bỏ trống của đối vật Indonesia, khi mà Prasetya đã phải tràn qua phần sân bên phải để cứu pha cầu trước đó, trong khi đồng đội của anh Islami đã không di chuyển vào giữa sân để có thể lấp đầy khoảng trống. Islami đã đứng tại chỗ bên phần sân bên trái của mình để lộ khoảng trống ở giữa sân. Và Phong Phu Bét là người đã tận dụng thành công. Đó là một màn so tài tạt cầu. Một vài pha smart của Prasetya chưa đủ khó để đánh bại Phong Phu Bét và Amitabai, trong khi những cú tạt liên tiếp của Islami cũng không đánh bại được đôi vợt người Thái. Pha cầu rất hay của cả bốn tay vợt trong trận chung kết nội dung đôi nam nữ. Amitabai dù đã đứng sát biên nhưng cũng không thể ra vợt trong một cú smart trái tay của đối thủ. Trả cầu hơi trái tay của Islami, lẽ ra đó phải là một cú lốp, nhưng cầu đã đi ngay trên mép lưới mà đối phương thì lại chờ sẵn để có cú chụp ghi điểm cân bằng điểm số 15 đều, màn rượt đuổi điểm số kịch tính của bốn tay vợt. Mì lại là người mắc sai lầm trong pha cầu vừa rồi. Sai lầm của đội vật Thái Lan, cơ hội đã được dành cho Islami.
Nhưng tay vợt nữ bên phía Indonesia có thể nói là có một pha tạt cầu quá hiền, nhưng đối phương đã tự mắc sai lầm và điểm số lại được cân bằng 17 đều. Pha bỏ nhỏ không qua lưới của Prasasa. Đó có là một pha bỏ nhỏ, cầu đi lên trên mép lưới thì Fonfobet cũng đã đọc ý đồ và tràn qua sẵn sàng chụp lưới để ghi điểm. Dù vậy thì Fonfobet đã không cần phải ra vợt. 18-17 cho Fonfobet và Amitabai. Huấn luyện viên của đội vợt người Thái đã ra hiệu cho học trò của mình phải giao cầu vào vị trí khó chịu và báo cho đồng đội. Và họ đã thành công với một pha cầu ghi điểm thứ 19. Huấn luyện viên của đội vợt Thái Lan tiếp tục ra vận hiệu cho các học trò của mình phải làm tín hiệu khi giao cầu. Muốn chạy ngang sân để thực hiện một cú tạt rất sâu của Prasasa. Và ra vợt quá nhanh của Prasasa khiến cho Fonfobet không kịp phản xạ. Fonfobet và Amitabai đều đã tràn qua để cứu pha cầu, nhưng đã hiểu ý nhau để cùng thả một pha cầu mà họ đã phán đoán cầu ngoài. Nhưng đó không phải là một pha cầu quá khó để phán đoán. Cầu đã rõ ràng là đi ra bên ngoài sân. Và điểm kết thúc trận thuộc về đội vợt Thái Lan. Fonfobet và Amitabai có 2 điểm kết thúc trận trong tay. Và hãy chờ xem liệu Prasetsa và Esmali có thể cứu được điểm kết thúc trận này hay không. Giao cầu không qua lưới. Sai lầm ở thời điểm này sẽ là điều hoàn toàn không nên phạm phải. Nếu những sai lầm ở thời điểm sớm hơn có thể sửa đổi thì những sai lầm ở thời điểm này sẽ rất khó sửa đổi. Cầu ngoài. Con Fonfobet đã khẽ nhảy người lên để định thực hiện một cú smash, nhưng đó là một lần smash không thuận lợi và anh đã quyết định thả một pha cầu ngoài của đối phương để giành chiến thắng đẹp của đội quân đôi nam nữ giải cầu lông Việt Nam ở năm 2018. Một cú smash ương dòng của đội vợt người Thái khi đã để thua trong ván đầu tiên. Rất tuyệt vời, Fonfobet và Amitabai. Sau khi để thua nhanh chóng ván đầu 13-21, đội vợt của Thái Lan đã ngược dòng rất ấn tượng để bước lên bục cao nhất nội dung đôi nam nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2018. Và lễ trao giải nội dung đôi nam nữ sẽ diễn ra ngay sau đây.
Quý vị có thể thấy trên bảng tiền tượng trưng, đôi vợt vô địch nhận được 5.925 đô la Mỹ. Giải cầu lông Việt Nam mở rộng năm nay đã được nâng tầm lên Super Series 100 và tiền thưởng cũng được tăng lên tổng giá trị 75.000 đô la Mỹ.